Kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang xem kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn một cái loại việt quất tứ quý ra quả quanh năm. Em đang quay ở đây là những cái cây việt quất mà đang có hoa, có quả, có nụ, có hoa, có quả luôn. Trong đó thì có quả xanh, quả chín. Đặc biệt là cái việt quất này thì quả cũng rất là to. Cô bác anh chị nhìn cái lá, nó cũng sẽ thấy là cái lá của cái việt quất này nó cũng rất là to ạ. Đó. Cái quả việt quất này thì to hơn tất cả những cái loại việt quất mà từ trước đến giờ em bán. Quả rất là to. Đặc biệt là ngọt và thơm nữa. Cây nào cũng sai chĩu quả luôn. Đợt này việt quất nhà em có hai loại, một loại cây to, một loại cây to bầu to. Cây to bầu to cao được khoảng 80 phân đến 1 mét. Cái cây này thì quả rất là sai, cành nào cũng sai quả luôn. Và có một loại nhỏ hơn, một loại nhỏ hơn bầu bầu cái túi ni lông đen như thế này. Cây này thì trung bình là cao từ 50 đến 70 cm ạ. Cây này cũng rất là nhiều quả nha cô bác anh chị. Có những cây nó mọc ra thành chùm tinh quả là quả. Đấy. Còn những cái cành mà nó chưa có quả thì cũng đang ra, đang bắt đầu bung nụ. Đó, ở tất cả những cái mắt lá này này là nó đang bắt đầu bung nụ đấy ạ. Đặc biệt là cái việt quất này thì nó đẹp từ cái hoa cho đến cái quả luôn. Hoa, khi mà cái hoa nó nở ra thì nó như những cái lồng đèn màu trắng. Việt quất là một cái loại cây mà rất là dễ chăm sóc ạ. Đặc biệt là giá trị dinh dưỡng thì rất là cao. Cô bác anh chị tìm hiểu ở trên những các trang mạng thì sẽ biết cái giá trị dinh dưỡng của cái quả việt quất này thì rất là cao. Đặc biệt là có thể chế biến hoặc là ăn trực tiếp. Việt quất thì có thể làm sinh tố, rất là được ưa chuộng. Kể cả từ người già đến trẻ em đều có thể sử dụng rất là tốt luôn ạ. Cái giá trị dinh dưỡng trong cái quả việt quất này thì khá là đặc biệt, chứa nhiều vitamin. Cây việt quất thì cô bác anh chị có thể trồng chậu, vừa rất là đẹp và cũng để lấy quả để sử dụng nữa. Việt quất, cái việt quất này thì khi nó chín thì nó chuyển từ màu xanh sang màu hơi hồng. Hơi hồng và khi nó chín hẳn thì là màu tím nha cô bác anh chị. Việt quất thì từ trước đến giờ thì có nhiều loại, có loại việt quất thường. Đối với cái việt quất thường ấy thì tầm này thì chưa có quả. Việt quất thường thì tầm này chưa có quả nha cô bác anh chị. Còn cái loại việt quất tứ quý này thì lúc nào cũng có quả xanh, quả chín, có hoa, có nụ. Tuy nhiên là khi mà vào mùa thì quả nó sẽ sai hơn thôi. Chứ còn bình thường thì lúc nào nó cũng có quả. Cô bác anh chị về trồng, mình có thể trồng vào chậu hoặc là mình trồng ra đất. Khi trồng thì cô bác anh chị bón lót một lớp phân chuồng hoai mục. Và mình xé cái bầu ra, mình đặt cây và mình trồng bình thường thôi. Việt quất là một cái loại cây rất là dễ trồng và dễ chăm sóc nữa. Từ trước đến giờ thì việt quất, sinh tố việt quất đấy rất là được mọi người ưa chuộng, bởi vì cái độ thơm và ngon, cũng như là nó chứa rất nhiều dinh dưỡng.
Đối với những cái trái việt quất này, đây là cây em nhập về nó vẫn còn ở trong bầu. Cây em nhập về nó vẫn còn ở trong bầu, vì thế mà nó cũng không đủ dưỡng chất để nuôi quả ấy. Vì thế quả nó cũng không được to lắm. Còn nếu cô bác anh chị mà trồng ra những cái chậu lớn này, hoặc là mình trồng ra đất thì quả nó sẽ to hơn và sai hơn rất là nhiều. Đặc biệt là cành tán của nó cũng sum xuê. Cái cây việt quất cỡ lớn này nhà em đang bán với giá là 1.600.000 đồng một cây nha cô bác anh chị. Cây việt quất lớn này nhà em đang bán là 1.600.000 một cây. Còn cái cây nhỏ mà bầu đen đó, cây nhỏ mà bầu đen thì em đang bán với giá là 300.000 một cây. Gọi là cây nhỏ thôi nhưng mà nó cũng là một, nó cũng là cái size lớn rồi, không phải là cái size nhỏ tí nữa. Còn có một cái size nhỏ hơn của loại việt quất thường thì nó rẻ hơn. Còn đây cái việt quất rất là nhiều quả rồi, 100% các cây của nhà em đều đã ra, đều đang có quả hết ạ. Cây nào cũng có quả, có quả, có nụ, có hoa luôn nữa. Sai chịu luôn. Khi mà mình trồng một cái chậu việt quất này thì không chỉ là để lấy quả ăn mà nó còn rất là đẹp nữa. Cô bác anh chị muốn tìm hiểu hay là muốn mua những cái dòng những cái cây việt quất như thế này thì liên hệ số điện thoại em 0977 516 966 ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc cô bác, anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.